Từ khi bắt đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2018, không khí tại bệnh viện Tim Hà Nội rộn ràng, sôi động hơn. Tận dụng khoảng sân trước cửa các phòng khám, một chiếc TV đã được đặt ở đây để người nhà bệnh nhân theo dõi các trận bóng. Anh Nguyễn Thế Hải ở Đông Anh, Hà Nội đang chăm sóc con nhỏ điều trị tại đây. Trước khi World Cup diễn ra, buổi tối của những người chăm bệnh rất buồn tẻ. Nhưng giờ đây, những trận bóng đã trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa giúp anh vơi đi sự lo lắng, căng thẳng. Hâm mộ những pha bóng đẹp mắt được ví như vũ điệu samba của đội tuyển Brazil, bệnh nhân Trương Công Viên dường như nín thở trước những pha bóng của Neymar và đồng đội. Đây cũng là giây phút khiến anh quên đi sự đau đớn của bệnh tật. Không còn cảnh buồn bã trầm lặng, không khí tại bệnh viện tươi mới hơn nhờ World Cup. Người xa lạ cũng trở nên gắn kết, không còn những tiếng thở dài đầy ngao ngán hay ánh mắt mệt mỏi. Nhờ sự vui vẻ này mà các bệnh nhân đã có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Như quý vị thấy, chiếc xe khách giường nằm màu đỏ mang biển kiểm soát 47V2552 ngã nghiêng nhưng vẫn lao đi với tốc độ khá cao trên đường từ Hà Tĩnh đến thành phố Vinh, Nghệ An, khiến người đi đường kinh hãi. Không biết là tài xế có cảm nhận được chiếc xe của mình đang bất thường hay không, hay là biết mà vẫn phớt lờ, đánh cược tính mạng của biết bao hành khách trên xe với tử thần thế này, quả thật không thể nào chấp nhận được. Để giúp các thí sinh tập trung ôn thi trong thời điểm quan trọng này, một chủ tiệm Internet tại Vĩnh Long đã quyết định đóng quán 3 ngày. Tấm biển tạm dừng kinh doanh với lý do cho các con ở nhà ôn thi tốt nghiệp, chào thân ái và quyết thắng. Anh Huy, chủ tiệm Net cho biết, lúc tôi viết biển là mấy ngày trước, đang trong thời điểm các bạn học sinh ôn thi, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm và thực sự thích nên mới viết thôi. Sau khi biết mọi người trên mạng chia sẻ hình ảnh về tiệm, tôi thấy rất bất ngờ. Ngày 25 tháng 6, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Công Hùng, 28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An và Phùng Văn Thương, 34 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt hai đồng phạm của các đối tượng tên Minh và Linh. Được biết đây là nhóm trộm táo tợn đột nhập vào khu nhà trọ lấy trộm chiếc xe máy hiệu Accenter của anh Nguyễn Hữu Thiện, 24 tuổi, trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước và bị camera an ninh khu vực nhà trọ ghi hình. Điều bất ngờ hài hước là khi bị bắt, đối tượng Hùng đã hỏi một cán bộ điều tra rằng ở trong trại tạm giam có phục vụ các trận đấu World Cup không, vì y cũng rất mê giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này. Tối qua, với sự tham gia của 25 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã đoạt phương miện, đồng thời giành thêm hai giải phụ Billboard Choice and Ben Win Award. Á hậu 1 cuộc thi thuộc về đại diện của Nam Phi, Á hậu 2 được trao cho đại diện của Nga. Dương Thùy Linh cho biết cô rất hạnh phúc khi giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi dành cho những người phụ nữ đã có gia đình. Trong đêm chung kết, câu trả lời ứng xử của Hoa hậu cũng khiến nhiều người xúc động. Nhận được câu hỏi, điều gì khiến một cô gái trở thành người phụ nữ? Dương Thùy Linh tự tin trả lời bằng tiếng Anh, một cô gái trở thành người phụ nữ trưởng thành chính là lúc cô ấy sống có trách nhiệm với bản thân và biết yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh. Với cá nhân tôi nhận thấy mình trở thành phụ nữ trưởng thành khi tôi làm mẹ. Đó là lúc tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu vô điều kiện. Và tôi biết, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có con và hiểu được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi đưa một thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 6, anh Trần Văn Mạnh, 28 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lộ 25, đến tiệm tạp hóa của chị mình chơi. Sau đó, Huỳnh Ngọc Tình, 29 tuổi, bạn Mạnh, ngụ cùng địa phương cũng đến chơi. Tại đây, bất ngờ cả hai xảy ra cãi vã dẫn đến ẩu đả. Tình đã chạy đến tiệm tạp hóa lấy dao và kéo đâm nhiều nhát vào người anh Mạnh. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng anh Mạnh tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, đối tượng Tình sau đó đã đến cơ quan công an huyện Thống Nhất để đầu thú. Nhìn này, một chú heo đất màu đỏ đang chuẩn bị lên bàn mổ. Và rồi, 1, 2, 3, số lượng tiền polymer khủng trong bụng heo với mệnh giá 100, 200 đến 500 ngàn đồng tung ra, khiến mọi người hoa cả mắt. Nhiều chị em trong đoạn clip cho biết đây là tiền tiết kiệm hàng chục năm của bà mẹ này để làm quà cưới cho cậu con trai. Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 41 nhà bị nước mưa, đất, đá trôi sạt vào trong nhà. 4 nhà và 3 láng tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 214 hectare lúa bị ngập, úng cục bộ. 107 hectare bắp và hoa màu bị vùi, lấp, cuốn trôi. Hơn 7 hectare ao cá bị cuốn trôi. Ngoài ra, 20 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt bị hư hỏng. Một số tuyến đường quốc lộ bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông như quốc lộ 4D, quốc lộ 32, quốc lộ 279, quốc lộ 4H.
tuyến đường đến bản Nậm Cây, xã Sa Dê Phìn bị sạt lở làm cô lập khoảng 20 hộ dân, phải tiếp tế mì tôm và nước uống. Còn theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống lụt bão, đến 8 giờ 30 phút sáng 25 tháng 6, mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc đã làm 7 người chết, 12 người mất tích và 5 người bị thương, đa số người thiệt mạng trong lúc đi láng, đi mương. Tổng thiệt hại ước tính trên 75 tỷ đồng. Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Quỳnh Cương, Sóc Trăng, một buổi chiều tan lớp. Trong khi các bạn tớp thì ghé căng tin, nhóm thì về ký túc xá, thì cô học trò lớp 12 Trần Thị Bé Vẽ vội vã ngược đường xuống bếp để phụ các dì, các chị. Thật sự là rất thương mấy cô á, tại vì á lúc mà tụi mấy đứa bạn được ăn cơm á thì mấy cô còn phải làm việc nữa, chỉ có 8 người mà phục vụ cho tới 610 mấy người lận, nên con thấy xuống đây á tiếp được phần nào hay phần đó, dù gì mấy cô cũng đỡ cực được một phần nào đó. Nói chung ra là hồi lúc đầu tiên thì em tới lên đại học, tôi có cảm tình với em đó là cũng như em đó, nhà nghèo nhưng mà chịu thương chịu khó vậy đó, xuống đây giúp đỡ tụi tôi làm mọi công việc. Như chuyện gì mà tôi cần là có bé Vẽ, rồi ra tụi tôi có ấn tượng thương bé đó rất là nhiều, như con gái luôn. Bé đó coi tụi tôi cũng như là mẹ luôn. Và sau khi cùng ăn uống dọn dẹp đâu đấy xong xuôi, em bới thêm tô cơm cùng với một ít thức ăn đem về ký túc xá, và đó chính là phần ăn sáng cho ngày hôm sau. Em đã ăn sáng như thế suốt gần 3 năm qua. Nhờ chịu thương chịu khó như vậy mà em chẳng những không xin thêm tiền nhà mà còn đem tiền về giúp đỡ cho mẹ. Với học sinh trường dân tộc nội trú, một tháng mỗi em được lãnh 80% mức lương tối thiểu, tương đương 1 triệu 40 ngàn đồng. Sau khi trừ vào tiền cơm, còn lại nhà trường sẽ phát cho các em tiêu xài. Tại trường dân tộc nội trú Quỳnh Cương, một ngày cơm là 25.500 đồng. Tính ra hàng tháng mỗi em còn khoảng 350.000. Chỉ ổ bánh mì, ly nước cho mỗi bữa sáng đã hết số tiền còn lại đó. Cho nên đa phần các em phải xin thêm tiền nhà. Chỉ riêng bé Vẽ là làm được điều ngược lại. Con có 4 anh chị em, con lớn nhất. Ở nhà thì ba má bây giờ không có làm gì hết, không có đất sản xuất nữa. Ba con đi làm hồ rồi, giống như ai kêu gì làm đó. Công chuyện dưới quê đâu, nói chung là bóc bên lắm, nhiều lúc cũng có gạo mà ăn. Con thấy ở trên đây thì con có giống như là cơm đồ thì có ăn đầy đủ rồi. Ở nhà nhiều lúc không biết có là có đồ ăn, có cơm gạo gì ăn không nữa. Nên con mới để dành tiền rồi, giống như mỗi tháng lãnh được 300-400 ngàn gì đó con gửi cho má. Mỗi một tháng vậy con gửi khoảng bao nhiêu? Dạ, tháng là con lãnh được 300-400 ngàn. Giống như là con gửi cho má hơn hết là còn 40-50 ngàn gì đó con để đi tiền xe. Nhưng kể từ giữa năm học lớp 11, bé Vẽ xin cha mẹ không đem tiền về nhà nữa mà dành dụm để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng những đồng tiền góp nhặt để dành cho ước mơ đại học của cô học trò dân tộc cũng không thể giữ được nguyên vẹn một khi gia đình lại lâm vào tình cảnh khó khăn. Đối với em, học sinh Trần Thị Bé Vẽ là một trong những học sinh học rất là giỏi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một trong những học sinh ngoan của trường. Với những cái thành tích học tập vừa qua, Bé Vẽ được đưa vào cái nguồn phát triển đảng. Thì hiện tại bây giờ trường đang hoàn thiện cái hồ sơ để gửi về đảng ủy khối để được em được đứng vào hàng ngũ của đảng. 11 năm học đã qua, từ lúc cấp 1, cấp 2 ở quê nhà và bây giờ là học sinh cấp 3 ở trường nội trú, gian khó trăm bề, nhưng bé Vẽ luôn là học sinh khá giỏi.
Và những ngày này, cùng với bạn bè trang lứa, bé Vễ cũng đang dồn sức cho kỳ thi quan trọng tốt nghiệp phổ thông, tuyển sinh vào đại học. Với sức học của mình, có lẽ em sẽ không khó để vượt qua về điểm số. Nhưng để là sinh viên, đi chọn giảng đường đại học là một chướng ngại không nhỏ đối với cô học trò cơm nguội này. Sự việc được phát hiện tại một cống nước nằm trước công ty Yayaki thuộc phường Dị An, thị xã Dị An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, một số người dân phát hiện mùi hôi bất thường bốc lên từ một cống nước nên lại gần kiểm tra. Khi nhìn vào cống nước thì tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới bên trong. Thi thể này không còn tay chân. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra. Công an cho biết rất có thể nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn. Mở đầu video là hình ảnh một người đàn ông rình rập cô gái trong không gian vắng vẻ. Sau đó, hắn dùng sức mạnh để tấn công cô. Người đàn ông này còn có nhiều hành vi lạm dụng các cô gái khác. Quá phẫn uất về hành động quấy rối này, các cô gái bắt tay nhau chống lại người đàn ông, mặc cho bên ngoài nhiều lời xâm xì rằng họ bị sàm sỡ là do lẳng lơ. Phạm Lịch là người đưa ra ý tưởng cho video rồi tự biên đạo. Video được hoàn thành với sự hỗ trợ của các diễn viên múa cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Nữ vũ công tâm sự, sản phẩm là một điều gì đó đồng cảm với những nạn nhân của quấy rối tình dục. Nhiều người tìm đến chia sẻ với tôi và rất nhiều nước mắt đã rơi trong những câu chuyện. Tôi thương họ, mong mọi người hãy tin vào cuộc sống và sống tích cực.